Hello, xin chào các bạn. Ở video hôm qua các bạn đã được chứng kiến ván cờ trong trận tranh ngôi vô địch cờ vua nữ năm 2011 giữa Hầu Giật Phàm và Hampi Koneru với phần thắng nghiêng về Hầu Giật Phàm khi cô xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng cờ. Năm 2017, sau khi Hầu Giật Phàm từ chối tham gia bảo vệ danh hiệu vô địch giống như Manu Sen hiện nay, 64 kỳ thủ mạnh nhất của các quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia thi đấu loại trực tiếp để tìm ra nữ hoàng mới và hai cái tên cuối cùng lọt vào chung kết chính là hai nữ đại kiện tướng Anna Muzichak của Ukraine và Đàm Trung Di của Trung Quốc. Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ thứ ba trong trận tranh ngôi vô địch giữa Anna Muzichak và Đàm Trung Di. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ bạn Tạ Thị Lạng, à đâu, Tạ Thị Loan. Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Anna Muzichak được cầm quân trắng đi trước. Cô mở màn với nước tốt E4. Đàm Trung Di đáp trả bằng nước tốt E6 triển khai thế trận phòng thủ Pháp. Tiếp theo, trắng đi tốt D4, đen đi tốt D5, trắng phát triển mã C3, đen phát triển mã F6. Trắng đẩy tốt E5 tấn công mã đen. Đây chính là biến Stennis trong khai cuộc phòng thủ Pháp, được đặt theo tên của vua cờ đầu tiên Wilhelm Stennis. Đen chạy mã về D7. Trắng đẩy tiếp tục F4 tạo thành bộ ba tốt mạnh kiểm soát trung tâm đen nên để tốt C5 gã đội nhằm phá vỡ cấu trúc tốt trung tâm của trắng. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tượng đen ăn tốt trắng, tiện đường phát triển tượng để nhập thành. Do đó, trắng không đổi tốt với đen mà phát triển mã F3 bảo vệ tốt D4. Đen phát triển mã C6 dồn quân tấn công tốt D4. Trắng phát triển tượng lên E3 tiếp tục dồn thêm quân bảo vệ tốt. Đen đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng cũng đi hậu D2 chuẩn bị nhập thành dài. Đen theo kế hoạch nhập thành. Trắng chưa vội nhập thành mà đổi tốt với đen. Tượng đen ăn lại tốt trắng. Giờ thì trắng mới nhập thành. Đen ngay lập tức phi hậu lên A5. Sau đó khả năng sẽ nhảy mã lên B4 gây sức ép lên tốt trắng A2. Trắng liền để tốt A3 chặn lại. Không sơ múi được gì cho đen cho nên đen lại lùi tượng về E7. Trắng phát triển tiếp tượng lên D3, nhắm về phía tốt đen H7 và liên kết song xe. Đen đẩy tốt A6, làm màn đạp dừng tiếp tốt lên B5. Trắng đẩy tốt H4, cũng bắt đầu dừng cào tốt tấn công phía cánh vua. Đen theo kế hoạch đẩy tốt B5. Giật mình bất hình lình, trắng thí tượng ăn tốt H7, chiếu. Và máy tính đánh giá, đây là nước đi thiên tài. Thiên tài thì cũng phải chết, vua đen ăn tượng trắng. Trắng đi hậu d3 chiếu. Đen chạy vua về lại g8. Trắng nhảy mã lên g5, dọa phi hậu vào h7 chiếu hết. Nếu tượng đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại tượng đen và mở thông cột h cho xe trắng kiểm soát. Đen đẩy tốt g6 phòng ngự thì trắng đi tượng c5 tấn công xe đen và mở đường cho hậu sang h3, dọa phi xuống h7 hoặc h8 chiếu hết, đen sẽ toang. Nếu đen không lấy tượng ăn mã trắng mà phòng ngự bằng cách đẩy tốt g6 thì trắng đơn giản đẩy tốt h5 là sẽ phá vỡ được cái lớp phòng ngự này. Do đó ở ván cờ thực tế, đen lựa chọn đẩy tốt f5 bịt đường chéo mà hậu trắng đang kiểm soát. Nếu trắng bắt tốt qua đường thì đen đơn giản lấy mã ăn lại và bảo vệ ô h7 là trắng sẽ không làm được gì. Trắng cứ đẩy tốt h5 thì đen đi tượng d6. Trắng đẩy tốt h6 thì đen lùi hậu về c7 trắng không cách gì xuyên thủng được hàng phòng ngự của đen trở lại ván cờ thực tế trắng không bắt tốt qua đường mà tiếp tục có nước đi vô tiền khoáng hậu là thí mã ăn tốt d 5 và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thay tiền nếu đen ham hố lấy tốt ăn mã trắng thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu bắt mã đen chạy vua h8 hậu trắng ăn mã đen và tấn công xe đen nhưng mà tấn công xe đen chỉ là hư chiêu mà thôi Hữu chiêu chính là dọa qua hậu G6 rồi H7 chiêu hết Đen chắc chắn sẽ phải đưa mã hoặc là tượng lên F6 Liều mình lấp lỗ châu mai Sau đó thì sẽ mất luôn cả xe A8 trong tình huống này Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám ăn mã trắng mà để tốt B4 tấn công tốt trắng A3 mở đường cho hậu kết hợp với tốt tấn công mã trắng mã trắng ăn tượng đen chiếu mã đen ăn lại mã trắng ở đây trắng lên phi hậu vào d6 tấn công đôi mã và tốt đen đen chắc chắn sẽ bị mất tốt hoặc mã trong tình huống này và khó lòng mà chống đỡ được tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng lại lùi tượng về d2 ghim tốt đen b4 và máy tính đánh giá đây là nó đi ngôn tình nếu tận dụng được sai lầm này của trắng, đen nên nhảy mã D5, vừa bảo vệ tốt đen, vừa bịt cột mở D không cho hậu trắng phi vào D6. Trắng có hậu F3 để phi lên H5, dọa phi tiếp vào H7 chiếu hết, thì đen đi xe A7. Trắng phi hậu lên H5 thì đen thí mã vào F6. Tốt trắng ăn mã đen, tốt đen ăn lại tốt trắng, mở đường cho xe kiểm soát hàng ngang số 7, trắng cũng sẽ không làm gì được đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen đã không tận dụng được sai lầm này của trắng mà lại bình xe B8 và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nó đi ngon tình khác với đen trắng đã tận dụng được sai lầm này và phi hậu lên D6 tấn công đôi mã và tốt của đen nếu đen chạy mã đi bất cứ đâu chẳng hạn chạy lên D5 thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu đen chạy vua H8 Trắng đi hậu G6 dọa phi vào GH7 chiếu hết. Đen chỉ có thể cầm cự bằng cách thí mã vào F6. Tốt trắng ăn mã đen. Mã đen ăn lại tốt trắng. Trắng để tốn H5 rồi đẩy tiếp lên H6 là đen sẽ toang. Do đó ván cờ thực tế đen không dám chạy mã mà đi hậu C5 gạ đổi hậu. Nếu trắng đổi hậu với đen thì mã đen ăn lại hậu trắng. Tượng trắng ăn tốt đen xiên táo cả hai mã của đen thì đen đổi xe lấy tượng của trắng. Nhìn chung trắng vẫn có lợi thế hơn đen nhưng mà lợi thế đã giảm bị giảm đi nhiều rồi. Ở đây trắng vẫn nên lấy hậu ăn tốt E6 chiếu. Vua đen chạy H8 thì tượng trắng ăn tốt đen xiên táo hậu và mã đen. Buộc đen phải phế xe ăn tượng trắng. Tốt trắng ăn lại xe đen. Hậu đen ăn tốt trắng. Mã trắng F7 chiếu. Vua đen chạy H7 Đen phi xe lên D6, chặn đường hậu đen bảo vệ mã E7. Đen chắc chắn mất quân mã này và cũng sẽ toàn sớm. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, trắng lại không nhìn ra nước đi tốt nhất là lấy hậu ăn tốt chiếu. Mà chỉ nhìn ra nước đi tốt vừa vừa là lấy tượng ăn luôn tốt đen B4. Hậu đen liền ăn hậu trắng. Tượng trắng ăn lại hậu đen, tiếp tục ghim và tấn công mã đen, đồng thời tấn công xe đen B8 tha đổi xe lấy tượng còn hơn là mất không còn mã. Cho nên đen chạy mã g6 tấn công tốt trắng f4 và chịu mất xe. Nhưng mà trắng thì chưa vội ăn xe đen mà lấy mã ăn tốt đen e6 và bảo vệ tốt e4. Đen chạy xe qua e8 tấn công lại mã trắng. Tượng trắng ăn xe đen, xe đen ăn mã trắng. Xét về lực lượng hiện tại, trắng kém chất hơn một chút so với đen, nhưng mà lại hơn hẳn 4 quân tốt thì lợi thế lớn đang nghiêng về trắng tiếp theo trắng không chạy tượng mà để tốt g3 bảo vệ hai tốt f4 và h4 nếu mã đen ăn tượng trắng thì xe trắng d8 chiếu và bắt lại tượng do đó đen không dám ăn tượng trắng mà lên tượng b7 tấn công xe trắng trắng chạy xe h2 nếu mã đen ăn tượng trắng thì giống như bàn nãy xe trắng d8 chiếu và bắt lại mã đen do đó đen cũng không dám ăn tượng trắng mà nhảy mã lên C5 Chiếm lĩnh trung tâm Trắng vẫn phi xe xuống D8 Chiếu Đen chạy vua H7 Trắng lui tượng về D6 Nhốt luôn xe đen lại Đen nhảy mã lên E5 Chiếm lĩnh trung tâm Và tấn công tốt trắng G3 Trắng đẩy tốt H5 Tấn công mã đen Đen chạy mã về H8 Trắng đẩy tiếp tốt xuống H6 Và thí tốt Nhưng mà quân tốt thí này Không giòn đâu Nếu tốt đen ăn tốt trắng Xe trắng D7 chiếu bắt tượng. Nếu xe đen ăn tốt trắng thì xe trắng ăn xe đen. Chiếu tốt đen ăn xe trắng thì xe trắng D7 chiếu bắt tượng. Mà vua đen ăn xe trắng thì xe trắng ăn mã đen. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn tốt trắng mà nhảy mã lên F7 tấn công đôi xe và tốt trắng. Trắng chạy xe D7 tấn công đôi lại tượng và mã đen. Ở đây đen nên lấy mã ăn tượng trắng Tốt trắng ăn lại mã đen Thì xe đen ăn tốt trắng Xe trắng ăn xe đen Vua đen ăn xe trắng Xe trắng ăn tượng đen Mã đen ăn tốt trắng Khi đó thì đen còn cầm cự lâu thêm được vài nước nữa Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen lại phế xe ăn tượng trắng Tưởng rằng tốt trắng ăn lại xe đen Thì mã đen ăn lại tốt trắng Và liên kết thành bộ ba thì xe trắng sẽ không làm gì được Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng lại không ăn xe đen mà lấy xe ăn mã đen đèn chắc chắn sẽ mất thêm con tượng hoặc con xe nữa Đến đây thì biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Đại kiện tướng Đàm Trung Di đành dừng đồng hồ và chịu thua Như vậy ở ván đấu thứ ba Anna Muzichak đã gỡ hòa trước đại kiện tướng Đàm Trung Di Sang ván thứ tư, hai kỳ thủ hòa nhau và phải bước vào loạt tie break để phân định thắng thua. Sau hai ván cờ nhanh thì Đàm Trung Di thắng 1, hòa 1, giành được chức vô địch, trở thành tân nữ hoàng cờ vua thế giới. Như vậy, mặc dù Hầu Giật Phàm từ chối tham gia nhưng mà chức vô địch thế giới phái nữ vẫn về tay người Trung Quốc. Còn Anna Muzichak vượt qua 62 kỳ thủ và chỉ thua xít xót ở loạt tie break, đẳng cấp của cô cũng khỏi phải bàn, chỉ là kém may mắn một chút thôi. Bảo sao mà đến cả Ronaldo còn muốn chụp ảnh chung với cô. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.